Yaya Urasaya, mỹ nhân có trong tay tất cả và chuyện tình cổ tích với tài tử số 1 Nadek. Yaya Urasaya là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ Chùa Vàng. Cô được xem là nữ diễn viên sở hữu gương mặt quốc dân bởi vẻ ngoài vừa trong sáng vừa gợi cảm, lai giữa hai dòng máu Thái Lan và Na Uy. Bước chân vào làng giải trí từ năm 14 tuổi, Yaya được báo chí ca ngợi là ngọc nữ có đời tư trong sạch, như một viên ngọc sáng có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay. Nhiều người cho rằng cuộc đời đã dành những ưu ái tốt đẹp nhất cho Yaya Urasaya, nàng ngọc nữ của màn ảnh xứ Chùa Vàng. Giữa showbiz muôn vàn rối ren, Yaya Nadek vẫn là cặp tình nhân đẹp nhất nhì xứ Chùa Vàng. Họ đã bên nhau hơn 10 năm từ khi mới bước chân vào nghề cho đến tận giờ khi đã trở thành một ngọc nữ màn ảnh, một tài tử vạn người mê của đất Thái. Từ cô nhóc đen nhẻm bỗng trở thành một ngôi sao màn ảnh. Nàng ngọc nữ màn ảnh Thái Yaya Urasaya sinh năm 1993, mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Na Uy. Ở thời điểm hiện tại, Bông Hồng Lai đang là một trong những nghệ sĩ chủ lực của CH3, một trong những nhà đài quyền lực của làng giải trí xứ Chùa Vàng. Có lẽ khi vừa sinh ra với ngoại hình xinh đẹp và nổi bật, cuộc đời Yaya đã được định sẵn là dành cho nghệ thuật. Con đường đến với làng giải trí của Yaya Urasaya khiến ai nấy đều phải bất ngờ. Ít ai biết rằng, nàng ngọc nữ màn ảnh Thái bắt đầu bén duyên với nghệ thuật khi được một nhà quản lý nghệ sĩ phát hiện lúc đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Vào thời điểm đó, dù mới bước sang tuổi 14, nhưng Yaya đã sớm sở hữu chiều cao vượt trội. Mặc dù nước da có phần hơi đen, nhưng không hề làm lu mờ những nét nổi bật trên khuôn mặt cô. Điều đó giúp người đẹp 26 tuổi được tham dự nhiều buổi biểu diễn thời trang với vai trò người mẫu. Từ khi bước chân vào làng giải trí tới nay, Yaya luôn được giới chuyên môn đánh giá cao. Khi các bộ phim có cô tham gia, bao gồm Trái tim của Akani, Gamerai, Gameruk đều đạt được rating cao ngất và trở thành hiện tượng của làng điện ảnh Thái Lan thời điểm đó. Bên cạnh diễn xuất, ngọc nữ màn ảnh Thái còn là gương mặt quen thuộc trên các bìa tạp chí quốc gia như Cosmopolitan, LA, Seventeen, Paza Harper, High Vogue. Gu thời trang giản dị nhưng vẫn sang trọng, cá tính và thân hình đúng chuẩn giúp Yaya được giới chuyên môn thời trang đánh giá cao. Cô cũng được biết đến như là nữ hoàng quảng cáo bởi số tiền cachet của cô cao hơn bất kỳ diễn viên nào. Là một ngôi sao hạng A có sức ảnh hưởng lớn, Yaya thường bỏ túi từ 5 đến 10 triệu baht, 3 đến 6,5 tỷ đồng cho một thương vụ quảng cáo. Chỉ riêng trong năm 2015, Urasaya đã đại diện cho hơn 30 nhãn hàng lớn nhỏ và có mặt trong hơn 158 quảng cáo. Trong năm 2018, ở tuổi 25, Yaya lại ghi thêm cho mình một danh xưng mới trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Nhân vật có ảnh hưởng nhất làng thời trang thế giới. Cô là một trong 4 đại diện đến từ Thái Lan được góp mặt trong danh sách 500 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới về thời trang do tạp chí Business of Fashion bình chọn. Đáng nói hơn, cô đã vượt qua nhiều biểu tượng thời trang trong nước để trở thành nghệ sĩ Thái Lan duy nhất của BOF 500 năm 2018. Không những xinh đẹp và tài năng, Yaya Urasaya cũng nổi tiếng với trình độ học vấn ở dạng thượng thừa. Khi tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn với bằng cử nhân nghệ thuật vào năm 2015 với bằng UGPA 3.3. Bên cạnh đó, cô có thể nói thông thạo 5 thứ tiếng. Việc thông thạo 5 thứ tiếng Thái, Anh, Na Uy, Pháp và Tây Ban Nha giúp nàng ngọc nữ giao tiếp tốt khi thường xuyên được mời tới các sự kiện điện ảnh hay thời trang lớn trên thế giới. Đời tư trong sạch nhưng vẫn khó thoát khỏi miệng lưỡi dư luận. Trong số các sao nữ Thái Lan, có thể nói Yaya là người có đời tư sạch scandal nhất. Tuy vậy, vào tháng 5 2019, việc nàng ngọc nữ có màn trình diễn vô cùng nóng bỏng cùng bạn trai Nadek trong concert của anh khiến cư dân mạng thấy không hài lòng và liên tục chỉ trích cặp đôi này. Tiếp đó, sau khi những hình ảnh tại buổi concert riêng của Nadek được tung lên mạng, dân tình đã vô cùng phẫn nộ và không tiếc lời chỉ trích cặp đôi Yaya và Nadek. Lý do là vì đây đều là những hình ảnh nóng bỏng và có phần nhạy cảm, khiến nhiều người đỏ mắt khi xem. Chứng kiến màn trình diễn đặc biệt và những hình ảnh có chút over này của Nadek, Yaya, bên cạnh những ý kiến cho rằng đây là nghệ thuật, thì không ít cư dân mạng xứ Chùa Vàng đã vô cùng phẫn nộ. Họ không hiểu tại sao hai diễn viên hạng A trong showbiz lại có thể mang đến một tiết mục táo bạo như vậy. Chuyện tình đẹp như ngôn tình với tài tử số 1 Thái Lan. Nhắc tới Yaya thì không thể quên mối tình gần 10 năm của cô với nam tài tử của Vì Sao Đưa Anh Tới phiên bản Thái Lan, Nadek Kugimiya. Bén duyên từ Trái tim của Akani, bộ phim gây tiếng vang lớn cho Thái trong thị trường giải trí châu Á và cũng là bước ngoặt đưa tên tuổi của Yaya và Nadek lên hàng sao. Đây là thời điểm cả hai ngôi sao trẻ chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi vẫn còn là những gương mặt trẻ trong làng giải trí Thái. Yaya từng ngại ngùng chia sẻ rằng nụ hôn đầu đời của cô là dành cho bạn trai, nam tài tử Nadek Kugimiya. Bộ phim giúp cho tên tuổi của Nadek, Yaya bất ngờ nổi như cồn. Cặp đôi nhanh chóng trở thành hàng sao hot được phóng viên báo chí chú ý đến. Thừa thắng xông lên, Nadek và Yaya tiếp tục tái hợp trong hàng loạt các bộ phim ăn khách như Trò Chơi Tình Yêu, Trái Tim Người Thừa Kế, Ánh Dương Rực Rỡ, Hoán Đổi Linh Hồn, Sứ Mệnh Trái Tim, Nữ Thần Rắn 2. Trong một sự kiện, Nadek Kugimiya đã khiến cả showbiz đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu khi thẳng thắn tuyên bố trước báo chí và người hâm mộ về tình yêu tuyệt đối dành cho Yaya Urasaya. Nam thần cũng mạnh mẽ khẳng định rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai, cả hai vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau. Tuy nhiên anh cũng nhất quyết khăng khăng rằng sẽ không bao giờ có chuyện chia ly. Không những vậy, vào tháng 5 2019, trong buổi hòa nhạc The Real Nadek Concert,
nam diễn viên Nadek Kugimiya đã nắm chặt tay bạn gái và tuyên bố cô ấy là người yêu của tôi. Đáp lại những lời mật ngọt đến từ bạn trai, ngọc nữ màn ảnh Thái không giấu nổi niềm hạnh phúc với khuôn mặt cười rạng rỡ. Hơn nữa, cô nàng cũng không quên thả thính bằng cách đáp lại: tất nhiên, anh vốn là tất cả của em từ lâu rồi. Nhiều người hâm mộ rất vui khi nghe lời ngọt ngào này từ cặp đôi. Sau gần 11 năm song hành cùng nhau, Yaya và Nadek đều đang khiến người hâm mộ vô cùng tò mò về tương lai khi về chung một nhà. Một lời cầu hôn làm cái kết cho chuyện tình cổ tích chính là mong ước lớn nhất của công chúng trong thời điểm hiện tại. Yaya Urasaya gia nhập làng giải trí từ năm 2008, nhưng phải đến năm 2010 khi cô tiếp nhận vai chính trong phim truyền hình Thái Lan Trang trại tình yêu cùng với bạn trai Nadek Kugimiya, cái tên Yaya Urasaya mới thực sự phổ biến. Yaya Urasaya ngay lập tức trở thành nữ diễn viên hàng đầu của TV3 Thái Lan sau khi đóng bộ phim này. Đây cũng là lần đầu tiên cô đóng cặp với bạn trai ngoài đời Nadek Kugimiya. Nếu bạn là một fan cuồng thể loại phim ngược tâm Thái Lan thì chắc hẳn không thể nào bỏ qua phim hot nhất năm 2017 của Channel 3, Khloen Chewit, màn tái hợp sau 6 năm của hai ngôi sao hạng A là anh chàng điển trai Mark Prin và người em thân thiết Yaya Urasaya. Sóng gió cuộc đời là một phiên bản remake vô cùng thành công. Yaya Urasaya vào vai cô diễn viên xinh đẹp nhưng cũng không ít thị phi Chirawat. Bên ngoài có thể rất mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong cô là một trái tim chịu đựng nhiều tổn thương. Nữ diễn viên nhận được đánh giá rất cao với vai diễn Jirawat. Màn biến hóa xuất thần của cô khiến người xem vô cùng phấn khích. Urasaya Spurbund thể hiện tình yêu và tâm lý nội tâm nhân vật rất tốt. Khi thì mạnh miệng không chịu để ai bắt nạt mình, sẵn sàng khẩu chiến với những kẻ muốn vùi dập mình, khi thì lại yếu đuối với cuộc sống phía sau ánh hào quang. Ở tuổi 27, Yaya có trong tay tất cả mọi thứ, sự nghiệp, nhan sắc và một anh bạn trai không thể hoàn hảo hơn. Có thể nói Yaya chính là hình mẫu con dâu lý tưởng mà nhiều bà mẹ Thái Lan đều mong muốn.